nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể các bạn, nam của hai gia đình của chính quyền địa phương rất là khéo chọn đúng ngày đầu của năm mới, tháng là ngày đầu của tháng mới, và có lẽ đây cũng là cái dịp để đánh dấu một cái sự kiện rất quan trọng cho cả hai đôi nam nữ Trang và Duy Anh, cũng như là toàn thể hai họ gia đình chúng ta. Được phép của gia đình bên nhà gái, hôm nay chúng tôi đến để trao cho các cụ bên họ nhà trai cháu khái chúng tôi về được làm dâu con trong họ. Thực ra các cháu lớn thì cũng có, nhưng mà khôn thì cũng chưa nhiều. Mong rằng các cụ, các ông, các bà, nhất là thương lấy cháu, bố mẹ của cháu, trông nom cháu, dạy dỗ cháu, coi cháu như con gái trong nhà để mà bảo ban. Thế còn cháu nó trưởng thành nhanh thì các ông, các bà cũng được nhờ nhiều, mà cháu nó trưởng thành chậm thì có lẽ cũng phải bỏ công ra thêm dạy dỗ. Được về làm dâu trong một gia đình rất gia giáo và có rất nhiều những cái kỷ niệm để lại trong lòng, mà từ cái hôm rạng ngõ cho đến nay của gia đình nhà mình. Trước hết với mẹ, bố mẹ chồng cháu là bố mẹ của Duy Anh, con phải thật thương yêu, con phải thật kính trọng, con phải thật gần gũi, con phải coi như bố mẹ đẻ ra con, bởi vì đấy là những người đẻ ra Duy Anh, người chồng yêu mến của con, cũng là những người mà người mẹ, người cha quanh năm một đời chỉ vì con, vì cháu. Cho nên là con phải kính trọng, và đấy cũng là cái chỗ để dựa sau này cho con, cả đời con. Với chồng con phải thương yêu, phải nhớ câu tát biển đông cũng cạn, nếu thuận vợ thuận chồng. Nếu chồng con có lúc mưa lúc nắng, con cũng nhớ đừng hơn thua quá đà, thì mới giữ được hạnh phúc lâu. Với họ mà trong gia đình, con phải nhớ được tất cả mọi người, phải cố gắng làm sao chín bỏ làm 10, phải thật là gần gũi thì con sẽ được họ hàng yêu mến. Và nhất là với hàng xóm, những người bên cạnh, con cũng phải thường xuyên quan tâm giúp đỡ để cho hàng xóm đừng làm mất tình hàng xóm. Đấy là những chỗ dựa xứng đáng để nay mai trở thành người tốt. Có như thế con mới trở thành tốt. Và nếu không làm như thế thì lại mang tiếng là trên kia không biết dạy dỗ bảo ban con. Con hãy nhớ cho. Một lần nữa xin thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin giao con cháu chúng tôi về được làm dâu con trong nhà của chồng họ. Các cụ, các ông, các bà, một lần nữa xin chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc, cùng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ Duy Anh và Thu Trang. Xin cảm ơn. Và xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu vô cùng xúc tích và đặc biệt hơn rất là ý nghĩa của vị đại diện quan viên họ nhà gái rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể quan viên hai họ trong phòng lễ hôm nay. Tiếp theo cái ý kiến của vị đại diện cho họ nhà gái, tôi được thừa ủy quyền của các cụ trong dòng họ và vợ chồng ông bà Duyên Thắng xin có lời. Thứ nhất là thay mặt dòng họ và gia đình xin đón nhận cháu dâu về làm dâu, làm con của ông bà Thắng, làm cháu của trong dòng họ chúng tôi, và tiếp tục phát huy cái truyền thống của gia đình, cái nỗ lực của bản thân, công tác phấn đấu cho hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, đồng thời vun vén xây đắp hạnh phúc cho gia đình riêng của mình ngày càng phát triển. Và ý thứ hai
tôi xin trân trọng cảm ơn đoàn đại biểu của họ nhà gái đã điều rất là chân tình, rất là sâu sắc. Cũng mong hai cháu qua cái lời dặn dò của bác mà ghi khắc cốt ghi tâm để chúng ta xây đắp cái hạnh phúc hôm nay trở thành những cây đại thụ xanh, cây ra nhiều hoa trái sau này. Và cuối lời thì tôi có một bài thơ bác Cú xin tặng đôi cặp vợ chồng hôm nay. Lễ giáo ngàn xưa đã buộc ràng, nay còn đọc lại mãi ngân van. Tơ hồng thắt chặt tình đôi lứa, chỉ thấm keo sơn buộc thiếp chàng. Nguyệt lão xe duyên hương được ngọt, cau trầu đỏ thắm nghĩa tào khang. Hôm nay mở rộng vòng tay đón, hạnh phúc trăm năm tựa nối vàng. Và cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa. Đường đi tuy khó không xa, sẽ chỉ được bắt đầu. Và quan trọng là cùng hai họ để chúc mừng phúc đến nhau và chúng gì trong ngày hôm nay. Bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đậm đà. Kính thưa quý vị, và đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế? Hạnh phúc nào bằng khúc cửa lứa đôi, trăm hoa đua nở một ngày, không bằng một phút đợi chờ của tình yêu. Và tình yêu đã gắn kết niềm hạnh phúc yếu đuối nhất của cô dâu và chú rể tình yêu. Để ngày hôm nay, cô dâu và chú rể đã cùng nắm tay nhau, cùng trở về với một mái nhà trong tình yêu.